có thể. Quá trời. Sao mấy con này không không, không còn nó dài diện thuốc nó chết luôn. Làm như xịt cái dán nó bò vô xịt thuốc gì á cưng? Thuốc côn trùng. Vậy hả? Bò những hồi chết không? Vậy hả? Nó bò nó. Cái hơi mình hít vô có sao? Nó hạn chế hơi không, không sao đâu. Khoảng 15 phút là được chị. Chứ quá còn... trời luôn. Nó bò ra vậy nó mới chết chứ còn nó chết liền là nó độc dữ lắm, nó chết liền. Ừ, bây giờ mạnh quá là nó độc luôn. Cái này nó bò lạng đã một hồi là tự động chết. Ui, quá trời luôn. Mình chỉ nhấp lên hết trời, có nó sao quá trời luôn rồi. Em mới phun tán ra chứ. Khoảng nửa tiếng nữa mới chết hết.